Alo. Wow. À. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người, thì cái đấu trường này đã kết thúc rồi nha mọi người. Và mình đứng hạng 11.000. Thực ra thì cái này nó không cần quá nhiều đâu. Đó, không cần quá nhiều đâu. Cho nên là tạm thời thì dừng lại ở đây là ok rồi. Bởi vì là thứ nhất là mình cũng không lấy được. Wow. Vậy là hôm nay nó đã ra được cái này là cái 500.000 chắc luôn các bạn. Để xem nào. 13 ngày là 500.000 rồi. Để xem nào. 2 đúng không? 2 Happy Plasma Dragon. Đây thì như hôm bữa là chúng ta cũng đã gọi là phổ biến qua rồi ha. 2 Happy Plasma Dragon. Nếu như clip này đạt được 1.000 like thì ngày mai mình sẽ mua pass thường. Nếu như đạt được thôi nhiều tí đi, 3.000 like thì mình sẽ mua pass VIP nhá. Đấy, 3.000 like pass VIP, 1.000 like mai mình sẽ mua pass thường. Còn nếu không đủ thì từ từ mình cũng sẽ mua pass thường thôi mọi người ơi. Đó, nếu như mọi người muốn mình mua ngay ấy, thì ngày mai nếu được 1.000 like thì ngày mai mình mua luôn. Còn nếu được 3.000 like thì mình sẽ mua pass VIP luôn. Nói chung là một clip mà được 10.000 người xem mà. Nếu mà ai mà cố gắng mà muốn mình mua pass VIP thì chắc là vẫn đủ thôi. Còn nếu không thì chắc là mọi người thương mình, mọi người không muốn mình mua đúng không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Rồi con này thì có 4 hệ, hệ gió, hệ linh hồn, hệ thời gian và hệ rim. Nói chung là mấy cái này thì để sau đây, review sau đấy các bạn ạ. Pass, bởi vì pass VIP nó mắc lắm, pass VIP 1 triệu rưỡi lận các bạn ạ. Pass thường là 500k này, pass VIP là 1 triệu rưỡi. Nếu các bạn mà thu hoạch đủ cái chest ở đây, các bạn mua pet VIP thì các bạn sẽ được cái skin. Mà cái skin ở đây ấy, thì nó lại không ngon bằng cái skin ở bên kia. Đấy, nhưng mà bù lại được 300 mảnh. Nhưng mà 300 mảnh nữa không quá quan trọng. Các bạn chỉ cần mua hai cái pet thường từ của cái sự kiện này với sự kiện tiếp theo là các bạn đủ để cho con này lên được 5 sao rồi. Đây là với riêng với cá nhân bản thân của mình thì mình chơi game lâu dài cho nên mình không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu thực sự các bạn cần thiết mình lên 5 sao sớm để review cho các bạn xem thì bấm like đi. Được 3.000 like thì mình sẽ mua. Đấy, thực ra thì các bạn bấm like các bạn chả mất cái gì. Còn mình thì nếu như đạt được 3.000 like thì mình mất một củ đấy mọi người. Một cái clip làm được có mấy chục nghìn, chưa đến 20. Mà mất một củ thì nó cũng hơi cay, hơi đau. Nhưng mà thôi, mục đích là giúp cho cái kênh nó có đề xuất lại. Tuyệt vời. Thì mình cũng hy vọng là mọi người ủng hộ mình mạnh mẽ. Các bạn cứ like đi. Đấy, được thì mình sẽ bỏ, còn nếu không được thì thôi nhá mọi người ơi. Không được thì mình sẽ mua pass tự gói thường thôi. Kiểu gì mình cũng sẽ mua gói thường nha mọi người. Nói cho đây là nói chung là kiểu gì cũng xuống tiền thôi mọi người ạ. 500.000 cũng không phải là một con số nhỏ đâu. Nhưng mà mình vẫn mong mọi người bấm like thật là mạnh cho mình nhá. Ủa? Ra con ma mới này. Ra con này là gì nhỉ? Vodo à? Không phải. Con này là con Blood God. Blood God Vampire. Hiện tại thì cuộc đua mình vẫn top 1 các bạn ạ. Nhưng mà như mình đã nói ấy, là hai người top 1, top 2 là bám nhau sát sao lắm các bạn ơi. Thanh niên top 2 ngay sau mình ấy mà. Và như mình đã dự đoán thì thanh niên đây vẫn đang đứng ở cái vị trí này. Và có một điều cực kỳ là ghê, đó chính là mấy thanh niên ở dưới bắt đầu đua hết rồi các bạn. Mấy thanh niên ở phía dưới bắt đầu đua hết rồi nhá. Cho các bạn xem này, lap 14, lap 12, đấy các bạn thấy không? Đua hết rồi đấy chứ đùa. Thanh niên top 2 lap 18, thanh niên top 3 lap 15. Còn đâu đó gần 2 ngày nữa là kết thúc cái cuộc đua này rồi. Và mình mong là mấy thanh niên đừng có đua nữa. Để có gì mình còn đi tiếp được, chứ không đua thế này thì mốt có gì nó dã mình ngất cái cốp luôn. Nhiệm vụ của lần này là hát trinh rồng à? Chết rồi, mình không làm mấy. Ui, vẫn được 7.700 điểm ạ. 150.000 điểm. Còn 2 tiếng là kết thúc rồi này. 150.000 điểm thì đâu đó mỗi người phải được đâu đó tầm chia 20. Ủa? 7.500 thôi à? Ủa? Tính ra là một người chỉ cần 7.500, đâu cần nhiều đâu ta. Mình là đủ rồi nè. Còn mấy người kia thì không chịu làm thì từ từ mình sẽ hát trình. À từ từ, chưa có nhiệm vụ mà. Nói chung là mình đủ điểm rồi. Nếu mà bang của mình còn thiếu quá thì mình sẽ ấy thôi, mình sẽ phụ thôi. Còn thực sự là mình đã 7.500 là đủ rồi. Cứ chia đôi ra là tính là số điểm ấy mọi người.
Rồi làm mấy cái quest ở đây nữa nha. Cũng nói chung là cũng easy, cũng beautiful các bạn. Pèo, à quên. Nghe đồn là cái à, đấy, Anna hôm nay nghe đồn là Anna gọi là cho được cái con này vào nè. Arena happy đúng không? Yes sure. Nếu mà là Arena happy thì mình sẽ gọi là luyện tập con này nha. Mình sẽ luyện tập con này. Thời tới cản không kịp các bạn ạ. Đây để xem nào. Hôm qua có bạn trách mình là không đi Arena. Thề luôn, hôm qua mình đi cái 66 rồi thì làm sao đi Arena được ní. Cái gì cũng phải có cái lúc của nó chứ. Đấy đúng không? Ồ có rớt luôn à? Session 27 is here. Ồ, ở đâu? Ồ, ngày mai mới có các bạn ạ. Nhưng mà tập này cứ đi thôi nhá. Ui, Anna này căng đấy các bạn ơi. Đâu? Cái gì? Nani? Trông mấy con này. Ờ, chỉ được sử dụng những con rồng nào có hệ này thôi à? What? Thế sao em Vũ đi được? Thế hôm qua ông nào kêu là được sử dụng tất cả con rồng đâu Bip à? Mấy con này thì làm sao mà tớ đi? Ui cái đấu trường khắc nghiệt quá vậy. Ui, vãi nghiệp quật. Chỉ được sử dụng những con rồng có hệ happy. Và những con rồng có hệ lửa sẽ được búp. Oh my god. Thế thì sao mà đi được thử xem nào. Ui ôi. Chết rồi, đội hình bẩn bựa thế này thì ui không đi nổi các bạn ơi. Arena quỷ gì thế này. Ôi giời ơi. Từ từ mình sẽ ui. Mình lại còn không có mấy con rồng hệ này cơ các bạn. Khoai quá. Hạ rank. Hạ rank để mai đi rớt các bạn ạ. Trời ơi mình còn không có mấy con rồng hệ này. Thế mà ông nào hôm qua kêu là cái đấu trường mới là rất là ngon, được sử dụng tất cả con rồng. Ui dồi ôi. Thế này thì mọi người chịu khó là một mùa không xem Arena nhá. Chứ Arena thế này sao Vũ đi hả mọi người. Oh my god nẹt. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái chiến thuật. À mà thôi, chiến thuật chạy theo con ma thì nó cũng thế à. Cho nên là mình sẽ chơi một cái chiến thuật khác đi. Để xem là cái dương. Dương vô đô à. Ui dương vô đô ngon thế. À dương óc cứt à. Không phải dương vô đô các bạn ạ. Nhìn hấp dẫn quá nhỉ. Nhưng mà ở dưới thì ấy, ở dưới vẫn có game trái cây cũng như là Heroic Job Orb cũng như là Legendary Job Orb. Bên đây thì sẽ có dương Prime. Bên đây cũng ngon nha. Nhưng mà nó còn có rồng Epic nữa các bạn. Mở rồng rồi chưa hẳn đã vui nhá. Đây đi theo tiếng gọi của đồng tiền đấy. Tiếng gọi của đồng tiền. Mình sẽ đi theo mảnh rồng nhá các bạn. Đi theo mảnh rồng xem nó có thực sự là may mắn hay không. May mắn. Tiếp tục đi theo mảnh rồng. Mảnh rồng cùi nhất mình sẽ đi. Hôm qua các bạn nói mình ấy là hãy đi theo những cái mảnh rồng mà nó cùi bắp nhất. Tỷ lệ cao sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Check thử xem. Không có mảnh rồng thì mình sẽ đi theo viên đá màu vàng cùi bắp nhất. Yes sir. Không có mảnh rồng nữa này. Mình sẽ đi theo đồng vàng. Ok. Vậy thì mình sẽ đi theo orb. Ok. Đã rồi à. Và mình sẽ đi theo mảnh rồng. Let's go baby. Ôi, không được. Đâu phải cái gì cũng dễ nuốt đâu mọi người. Đấy, bây giờ mới được cái cục xanh đầu tiên đấy các bạn. Đen vãi cả nồi ạ. Ok 60k vàng. Đi theo trái cây. Let's go. Ui sao được có một cục ấy. Đi theo mảnh rồng tiếp. Mảnh rồng nó chân ái. Eo. Đúng là không có một cái công thức gì đó gọi là đẳng cấp hết đấy các bạn. Công thức nào thì đối với những người đen đủi thì cũng không áp dụng được. Nó chỉ áp dụng công thức với những người nào đẳng cấp thôi. Còn với những người đen đủi như Vũ thì không thể áp dụng được. Thì hôm nay mình sẽ không đánh đấu trường nha mọi người. Nhưng mà thay vào đó thì mình sẽ đi đánh 6v6. Bởi vì là đấu trường như thế này mình đi không có nổi các bạn ơi. Đấy nhiều bạn các bạn ấy cứ trách mình á. Là không đi đấu trường thì tao không xem mày nữa. Nhưng mà như thế này thì làm sao mình đi được. Nếu mà các bạn mà nói ra câu mà mày không đi đấu trường thì tao không xem mày nữa thì chứng tỏ là mọi người chắc cũng không có yêu quý gì mình đâu. Mình nói thật đấy. Bởi vì là nếu như bạn nào mà yêu quý mình thì các bạn nhìn thấy cái cảnh này thì các bạn cũng phải hiểu cho mình chứ đúng không mọi người. Làm sao mà gọi là đấu trường này mình đi nổi hả mọi người.
Mọi người thông cảm cho Vũ nha. Bạn nào quý Vũ thì thông cảm nha. Hình như đang có sự kiện summon đúng không? Ở đâu? Hết rồi. Ủa sáng nay mình vừa thấy mọi người kêu là có sự kiện summon xong rồi đã hết mất tiêu rồi. Buồn quá nhở. Ủa? Con Raven này mình chưa có à? À, thế thì mình hôm nay mình sẽ gọi ra một con Heroic xịn rồi các bạn. Ở đây mình có rất là nhiều con Heroic new này. Heroic new này. Đó. Nhưng mà chắc là mình sẽ chọn con hạ Raven, con Raven cuối quá. Con Raven có 3 hệ. Nhưng mà mấy con này chỉ cho vào bộ sưu tập thôi mọi người. Đây, con sói đi ha. Sói tuyết đi. Ok. Con sói tuyết này mình cũng khá là thích ấy. Ngày xưa mình chơi là lúc mà nó vừa ra cái sự kiện đua con sói tuyết xong. Nhìn nó cũng đẹp mà đúng không mọi người? Cũng ngầu phết đấy chứ đâu phải dạng vừa đâu. Đó. Mấy con Heroic từ đầu không khéo bây giờ mình nhìn nó còn đẹp hơn mấy con Heroic bây giờ. Nhưng mà bây giờ làm sao để đi được cái arena ở đây mọi người? Thế mà các bạn ấy cứ kêu là được đánh tất cả các rồng, làm mình háo hức cứ tưởng là sắp sửa được cho cái đàn rồng của mình ra thể hiện để giữ lại cái thể diện của Vũ Lít rồi. Oh my god. Ai ngờ lại không được. Quá là buồn luôn đấy mọi người. Vừa buồn vừa muốn khóc luôn đấy chứ đầu. À hôm qua có bạn kêu mình thử nghiệm mấy con rồng hệ mới ấy các bạn, con rồng Vampire á, mà đi đánh 6v6 ấy. Thì thực ra ra mình nói các bạn này, nó là đánh tự động ấy mọi người, 6v6 đánh tự động ấy. Cho nên là cũng nếu như mà đánh mấy con level thấp này thì được. Đó, ý là cho nó vào vị trí thứ 6 ấy, cho 6 con rồng ghẻ ghẻ ở đầu ấy. Xong để mấy con rồng ghẻ nó chết trước và sau đó là cho con rồng đấy vào nó test sức mạnh thì ok. Nhưng mà nếu vậy thì nó cũng không có thể hiện được cái gọi là cái một cái sự PvP cân bằng ấy mọi người. Nên là cá nhân của mình không thích lắm. Với cả là đánh 6v6 nó cũng không quá quan trọng đến mức độ đấy đâu mọi người ạ. Quan trọng là đi đánh thực chiến ở arena đấy. Đánh ở arena vẫn là một cái đánh gọi là phê nhất các bạn nhé. Chứ bây giờ kêu là đi đánh 6v6 thì nó không ngon. Wow. Mở mấy cái các bạn đi sự kiện 6v6 các bạn mở dương tỷ lệ ra game nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với lại mấy cái đi khác nha mọi người. Đó, các bạn mà muốn săn game ấy, các bạn muốn săn game ấy thì các bạn đi con Heroic, các bạn đi con bot hôm bữa các bạn có săn được game không? Có dương để mở ra game không? Hình như ở đâu có đúng không? Còn các bạn mà đi săn những cái con thì gọi là con Heroic cái này thì tỷ lệ các bạn sẽ mở ra dương game như này, như mình như này. Quá đã luôn. Đó, ui. Con này là một con hệ happy à? Ôi, thế làm gì có con nào mà có thể khắc chế được nó ở trong đây đây. Con này epic cho quá. Xem nó là con rồng hệ gì nào. Ui, legendary á. PC Salamander Dragon. Nó là một con kỳ nhông các bạn. Con này kỳ nhông. Vai thật. Mấy con kỳ nhông ở ngoài đời nó có sừng như này thật không mọi người nhỉ? Mình không biết luôn đấy. Chưa từng thấy một cái con kỳ nhông ngoài đời như thế nào. Con kỳ nhông Atisot đấy các bạn. Con này là con kỳ nhông Atisot hay sao? Trời ơi, mình đã cân hết cả cái đàn rồng của mình luôn. Bởi vì là rồng của mình toàn mấy con rồng 40 thôi, cho nên đánh không lại là chuẩn. Cho mấy con rồng xịn xịn đấy vào đánh thì sẽ ok hơn. Với cả là mấy nay mình cũng hơi lười nữa. Cực kỳ là lười biếng luôn. Từ hôm nay hay gọi anh là Vũ lười biếng. Trời đất ơi. Chưa xem quảng cáo nữa các bạn. À đâu, ồ đúng rồi, chưa xem quảng cáo luôn. Để mình check xem nào. Cái nhiệm vụ quảng cáo thì còn mấy ngày nữa. Còn, ui, thôi xong rồi. Không kịp rồi. Nếu như bây giờ hôm nào mình cũng xem nhiệm vụ, xem quảng cáo đầy đủ thì mình sẽ được thêm 6 đúng không? Hôm nay là ngày 28, mình đang xem vào ngày 28. 29, 30, 31. Ồ, vậy là còn 8 cái nữa. Nhưng mà tỷ lệ thì mấy ngày cuối ấy, nó sẽ cho các bạn xem quảng cáo nhận được 2 hoặc là 3 cái đồng xu lận. Nên là mình nghĩ là vẫn được kịp. Chỉ cần là phải siêng thôi. Siêng xem thì chắc là vẫn kịp để lấy con rồng. Con Grake luôn hả? Wow 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 wow. Nhưng mà Grake của mình 5 sao rồi mà. Trời ơi, con nhân sư Solid, à Solot Dragon. Còn hai con rồng cuối cũng xấu. Nếu mà mình mà không lấy đủ thì chắc mình sẽ mường tượng ra, mình sẽ mở ra con rồng này và mình kêu là may quá, mình không lấy kịp còn hơn là mình mở con rồng đấy. Một suy nghĩ thật là ấu trĩ. Rồi, và chắc là mình cũng sẽ tạm dừng clip ở đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.